Chào mừng các bạn đã đến với tiết học chính tả ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài chính tả tặng cháu. Ủa, ai gõ cửa lớp mình vậy ta? À, hóa ra là bạn Doraemon. Có chuyện gì vậy Doraemon? Các bạn ơi, lớp thầy con có cho bài tập khó quá, chia sẻ giúp mình nhé. Vậy các bạn có thể giúp bạn Doraemon được không? Chúng ta cùng xem nhé. Điền cờ hay ca. Các bạn điền giúp bạn Doraemon nào. À, đáp án của cô là... Chúc mừng các bạn đã ra đáp án giống cô nhé. Điền cờ hay ca. Cùng quan sát. À, đáp án của cô là cái con có làm giống như cô không? Vậy là các bạn vừa giúp được bạn Doraemon rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài chính tả tặng cháu. Các bạn cùng nghe cô đọc mẫu một lần. Tặng cháu. Vở này ta tặng cháu yêu ta. Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là. Mong cháu ra công mà học tập. Mai sau cháu giúp nước non nhà Hồ Chí Minh. Để viết được bài chính tả này, cô lưu ý các bạn một số từ khó sau đây. Các bạn chú ý tiếng cháu có mang vần âu. Để hiểu rõ hơn, cô mời các bạn quan sát. Các bạn cùng giúp cô tìm tiếng tương ứng với tranh nhé. Cô có tiếng cháu. Cô có tiếng cháu. Vậy cháo có mang vần ao là một loại thức ăn được nấu từ gạo, còn cháu có nghĩa là cháu của ông bà, cô cậu dì chú bác. Tiếp theo các bạn lưu ý cho cô tiếng sau có mang vần âu. Các bạn tiếp tục giúp cô tìm tiếng tương ứng tranh nhé. Cô có tiếng sao. Cô có tiếng sâu. Tiếng sao có mang vần ao có nghĩa là ngôi sao trên bầu trời. Tiếng sâu có mang vần âu có nghĩa là phía sau. Ngoài ra các bạn lưu ý cho cô tiếng giúp có âm đầu là âm vi và vần úp. Từ học tập. Từ nước non. Các bạn có thể viết những từ khó này ra giấy nháp trước khi bắt đầu bài chính tả nhé. Lưu ý cuối cùng, các bạn hãy chú ý cách trình bày. Lùi vào 6 ô để viết trên tựa bài tặng cháu. Đây là một bài thơ nên các bạn sẽ lùi mỗi dòng thơ vào 2 ô và viết hoa đầu dòng. Các bạn nhớ đừng quên tên tác giả nhé. Các bạn cùng nghe cô đọc lại một lần. Tặng cháu. Vở này ta tặng cháu yêu ta. Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là. Mong cháu ra công mà học tập. Mai sau cháu giúp nước non nhà Hồ Chí Minh. Cô chúc các bạn làm thật tốt bài tập chính tả ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn.